đi nó thấy cái chìa khóa ở cổng ở đâu? Chị để đây nhỉ. Đi vào thấy cái chìa khóa gì đâu? Để đi. Tại hôm qua chưa rút nhỉ? Sao không trả lời? Ngồi đây xem TV tiếp đi. Chị làm tiếp cho. Ngồi đấy, ngồi đấy. Đó, ngồi đấy đi. Xem TV tiếp đi. Không thấy chìa khóa của chị à?
đây nhá, ở đây chơi nhá. Chị ra vườn cuốc. Ở đấy à? Để chị tắt tivi cho. Thank you.
Bi tìm đâu rồi chìa khóa đấy? Lấy đâu đây? Sáng chị tìm cả buổi không được luôn đi. Bỏ thế. Làm sao? Bi tìm đâu đấy? Tìm đâu đấy? Mà sao quần áo ướt xuống cái này? Quần áo bị ướt quá. Làm gì đấy ơ? Làm gì quần áo ướt thế? Nói ướt thế? Giỏi thế nhở? Thằng bị tìm được cái chìa khóa. Chả nhớ chỉ để đâu luôn ấy. Bi tìm ở đâu vậy? Đi ra này mở cổng nè. Trời ơi, mở cổng rồi còn đi nữa. Ủa, không ra được nhà. Giỏi thế nha. Đi ra mở cổng đây. Bà Bi làm gì ướt cái quần áo nha. Đi vào là thay quần áo đấy.